Tìm hiểu chung về địa liền. Địa liền là cây thảo, sống lâu năm, thân rễ gồm nhiều củ nhỏ, hình trứng, mọc nối tiếp nhau, có nhiều vân ngang. Lá hình trứng gần tròn, xòe rộng sát mặt đất, gốc thuôn hẹp thành một cuốn ngắn rộng có rãnh. Mặt trên lá nhẵn bóng, mặt dưới hơi có lông mịn, mép mỏng màu đỏ, hai mặt có nhiều chấm hình vòng. Cụm hoa không gốn, nằm ngẩn trong bệ lá, có khoảng 6 đến 12 hoa xếp thành bánh xe, màu trắng có đốm tím ở giữa. Toàn cây, nhất là thân rễ có mùi thơm và vị nóng. Mùa hoa quả vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, địa liền là cây ưa sáng, ưa ẩm và có khả năng chịu hạn. Hàng năm, cây mọc lá non vào tháng 4 đến tháng 5, sinh trưởng nhanh trong mùa hè và sau đó ra hoa, hoa nở mỗi ngày vào lúc sáng sớm, rồi tàn lúc 10 giờ. Toàn bộ phần trên mặt đất tàn lụi vào mùa đông, địa liền có khả năng để nhánh khỏe, từ một củ con, mẫu thân rễ sau một năm đã tạo thành khóm lớn, bộ phận dùng của địa liền. Người ta thường sử dụng thân rễ để làm thuốc, thu hái vào mùa đông xuân, sau khi đem về, rửa sạch, phơi khô, lưu ý, không được sấy bằng than. Dược liệu địa liền có những công dụng gì? Tiến hành nghiên cứu về tác dụng dược lý của địa liền cho thấy các tác dụng như giảm đau, chống viêm, hạ sốt, diệt dòi, bọ, làm ra mồ hôi, gây hưng phấn, giải co thắt. Theo tài liệu cổ, cây thuốc này có vị cay, tính ngôn, quy vào các kinh tâm, tỳ, vị, vị thuốc có tác dụng ngôn trung, tán hàn, trừ thấp, tiêu thực, bạc khí độc. Theo kinh nghiệm nhân dân, địa liền được dùng chữa ngực bụng đau lạnh, tiêu chảy, thuốc kiện vị, giúp tiêu hóa, chữa chứng ăn uống khó tiêu, đau dạ dày, cảm, ho, nôn mửa, hen suyễn. Dùng rượu ngâm địa liền riêng lẻ hoặc phối hợp với một số vị thuốc khác như huyết giác, thiên liên kiện, đại hồi, quế chi, long não để xoa bóp, chữa đau nhức, tê phù hoặc ngậm chữa đau nhức răng, không được uống. Ngoài ra, tinh dầu địa liền còn dùng chế nước hoa, mỹ phẩm, làm vị điều hương trong thực phẩm. Bột địa liền có tác dụng bảo vệ quần áo, chống nhạy cắn. Ở Philippines, nước sắc địa liền chữa ấn uống khó tiêu, sốt rét, lá giả nát hơi nóng, đắp chữa tê thấp. Ở Malaysia, thân rễ địa liền được dùng chữa tăng huyết áp, lở loét, hen suyễn. Lá và thân rễ nhai, ngậm chữa ho và đau họng, thân rễ dùng riêng chữa cảm lạnh, liều dùng thông thường của địa liền là bao nhiêu? Có thể dùng 3-6 gram trên ngày dưới dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc viên hay thuốc hãm. Địa liền được sử dụng trong những bài thuốc dân gian nào? 1. Chữa ấn uống khó tiêu, đau dạ dày, đau thần kinh, địa liền 2 gram, quế chi 1 gram, hai vị này đem tán nhỏ thành bột mịn, trộn đều, chia làm 3 lần uống trong ngày. 2. Chữa ngực bụng lạnh đau, địa liền, đinh hương, đương quy, cam thảo mỗi vị lượng bằng nhau, tất cả đem tán nhỏ thành bột, trộn với hồ làm thành viên bằng hạt ngô, mỗi lần uống 10 viên. Khi dùng địa liền, bạn nên lưu ý những gì? Để sử dụng địa liền một cách an toàn và có hiệu quả, bạn nên tham khảo trước ý kiến từ các bác sĩ, thầy thuốc đông y uy tín. Một số thuốc, thực phẩm chức năng hay thảo dược khác mà bạn đang dùng có thể gây ra những tương tác không mong muốn với dược liệu này. Trong quá trình sử dụng, nếu thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường, hãy tạm ngưng dùng và thông báo ngay cho bác sĩ mức độ an toàn của địa liền. Lưu ý, người giam hư, vị có hòa ức, thiếu máu không nên uống nước sắc địa liền. Chưa có đầy đủ thông tin về việc sử dụng dược liệu này trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi muốn dùng bất kỳ thảo dược nào. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Đại Việt về công dụng và một số bài thuốc từ củ địa liền. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Đại Việt xin cảm ơn. Mua địa liền ở đâu, địa chỉ nào bán uy tín? Hiện tại, Thảo Dược Đại Việt có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý, trong đó địa liền, được thu hái xanh hoàn toàn từ tự nhiên, nhận chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Hay gọi tới số 083-8489-555 để được tư vấn miễn phí 24/24 và đặt mua với giá tốt nhất.